Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung người vợ xinh đẹp kém 11 tuổi của táo kinh tế Quang Thắng. Nghệ sĩ Quang Thắng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng tại miền Bắc, từ một chàng trai tỉnh lẻ quê Hải Phòng, nhưng đến bây giờ anh đã tạo cho mình tên tuổi trong nghệ thuật, có được vị trí nhất định. Vì vợ con vẫn ở Hải Phòng nên anh giấu vợ khá kín, ít khi được tiết lộ trên truyền thông. Chính vì thế, mọi người rất tò mò về nhan sắc người đã khiến Quang Thắng luôn phải lo giữ khi cô đang ngồi học trên ghế phổ thông. Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới. Quang Thắng đã ấn tượng với bà xã ngay từ khi chị mới học lớp 10. Bà xã của táo kinh tế Quang Thắng tên là Cao Thanh Hảo, kém chồng 11 tuổi. Cô kết hôn với nghệ sĩ Quang Thắng vào năm 2002 và có 3 người con chung, gồm 2 gái và 1 trai. Mỗi khi không có show diễn ở Hà Nội, anh lại về với gia đình ở Hải Phòng. Việc đi về giữa Hải Phòng, Hà Nội là điều rất bình thường với anh. Thậm chí, 3 giờ sáng anh cũng phi ngay về với vợ. Vợ diễn viên Quang Thắng nổi tiếng là xinh đẹp, cô từng tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và có thời gian làm việc tại Thư viện Hải Phòng. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai út, cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Nam diễn viên từng tâm sự, tới thời điểm này anh hài lòng với cuộc sống bên gia đình, cũng như những vai diễn được những khán giả yêu mến. Ở tuổi U40, hậu phương vững chắc của nghệ sĩ Quang Thắng sở hữu nhan sắc trẻ trung đằm thắm và gu ăn mặc sành điệu. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bức ảnh đẹp của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè. Dù đã kết hôn gần 20 năm và đã có với nhau 3 người con, vợ chồng nghệ sĩ Quang Thắng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc. Thanh Hảo từng có thời gian công tác tại Thư viện Hải Phòng. Sau khi sinh con trai út, cô quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình. Đại gia đình diễn viên Quang Thắng dù đã mua nhà trên Hà Nội nhưng vợ con nam diễn viên vẫn sinh sống ở Hải Phòng. Quang Thắng chia sẻ, mỗi khi tụ tập bạn bè, vợ anh lại gửi đồ ở nhà lên nên anh không cần phải giữ tiền. Các xe đi diễn, anh thường đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một khoản đủ chi tiêu. Quang Thắng tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng, sinh năm 1968, là một nam diễn viên người Việt Nam. Anh chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Quang Thắng là vai táo kinh tế trong chương trình Táo Quân, các năm của Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam, một đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài diễn hài, Quang Thắng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hay làm người dẫn chương trình truyền hình. Năm 2015, Quang Thắng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Thắng sinh năm 1968 tại thành phố Hải Phòng. Sau khi học xong cấp 3, Quang Thắng đăng ký dự thi vào trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Sau khi trúng tuyển và theo học thì năm 1989, tốt nghiệp ra trường. Đến khi ra trường, bị cuộc sống nghèo khổ đeo bám, ngoài đi diễn, Quang Thắng phải làm thêm nhiều nghề phụ để trang trải cuộc sống. Ban đầu anh đi làm thuê cho gia đình, một cô chú trong đoàn kịch ở Hải Phòng, ngày ngày đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối lại bắt xe chở ngược về đi diễn, rồi việc đưa hàng thư dần. Sau đó, Quang Thắng phải đi làm phụ xe, rồi kiêm làm bốc vác cho chủ xe. Năm 1999, Quang Thắng lên Hà Nội, học lớp đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gặp nhau cuối tuần là chương trình gây nên sự nghiệp hài kịch của Quang Thắng. Từ chương trình này, Quang Thắng trở nên quen mặt với khán giả cả nước và nó cũng là tiền đề để Quang Thắng phát triển sự nghiệp trong các chương trình hài kịch sau này như Gala Cười hay Gặp nhau cuối năm, Táo Quân. Chương trình Táo Quân là một trong những chương trình gắn liền với sự nghiệp tên tuổi của Quang Thắng. Anh tham gia Táo Quân ngay từ năm đầu tiên và gắn bó với chương trình từ năm đó đến bây giờ. Trong Táo Quân, anh đã đóng nhiều vai khác nhau nhưng chắc chắn vai diễn khiến khán giả không thể quên chính là vai táo kinh tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.